số mai đánh lô kiếm tiền donate cho anh. Anh không khuyến khích cả đánh lô đánh để. Đừng chơi. Cái ra bao nhiêu là ra có thể đi ỉa được nhỉ? Tự dưng uống nước dứa và đau bụng quá rồi. Nếu tự dưng tôi có bỏ các bạn lại và tôi đi ỉa thì mong anh em thông cảm với tôi nhá. Anh có đầu tư tài chính cái kênh nào hay không? Không. Anh không đầu tư chứng khoán, không Bitcoin, không bất động sản, không có tiền eo nó mà đầu tư, khổ thế. Tiền anh em donate đồng ra đồng vào thì cũng để mua cháo chi hết rồi. Ui trời ơi. Nào đánh nhau nốt round này đi ẻ phát nào. Nổ hũ kiểu này toang.
cẩn thận, không lại nổ hũ ngay bàn máy tính bây giờ. Chưa xong, cứ làm nhát cụt thế này chưa xong, đợi tí nhá. Được rồi, hòm hòm thế đã, lột. Hòm thế đã, sợ quá, uống cái nước dứa ban đêm thì sợ quá. Ui, bật quạt lên là nổi hết da gà lên, tắt quạt đi thì nóng quá hết mồ hôi. Sorry anh em. Shit. Toát cả mồ hôi. Đóng bỉm á, thôi đóng bỉm kinh lắm, đang ngồi nhưng phẹt nhoét nhoét các thứ thì nó không hay. Thôi cứ để tôi xong rồi, tôi cho ra gần hết rồi.
Bây giờ nó chỉ là cái cảm giác dư âm nó hơi bị lăn tăn ở trên đầu ra, nó khiến cho mình kiểu như nó nổi hết cả da gà đấy. Nói chung là ổn. Anh thiết kế cái ghế là cái bồn cầu luôn, nhưng mà cái mic này nó bắt được. Mẹ ngồi đây mà làm cái gì là cái mic này nó bắt được. Chơi cờ mà lại phe thì thôi, chết, báng bổ. Toàn giáp thế này. Biết đâu cầm bô ra đây ngồi tiếng động lại tăng view, thôi mất khách lắm. Mà mấy cái đấy nó đánh vào thuần phong mỹ tục ở trong policy bên Facebook, chả biết có được thêm tí view được không, mai nó khóa mẹ nó kênh thì thôi xong. Oliver toang luôn, đổi bài đánh thôi. Chê đấy, chê thật đấy, không đùa được. Lôi dàn PC vô toilet, trong cái quá trình mà tôi lôi dây dợ các thứ vào toilet tôi đã ỉa mẹ ra quần rồi. Thôi nghèo. Sợ thật. Éo cả người luôn đi chứ đừng có nói chuyện. Từ từ tôi đang tĩnh tâm một chút nha anh em, tôi xin không tương tác một lúc cho tôi cá hồi cái. Choáng váng luôn, nó là choáng váng luôn. Lột cường kên này, chó cường kên này. Hao mày quen miệng là cứ uống à. Không ổn rồi An ơi, không ổn rồi. Quen miệng. Mày đúng cái mồm làm khắp khổ cái thân. Cái mồm làm khổ cái thân. Nước à? Đánh cái lắp con mẹ nó giao điện bây giờ.
Cung đào thiếu một cái cung. Lấy một cái cung về. Hai thằng tiên phong bí ẩn. Như vậy là không có bất kỳ thằng nào đánh. À đây rồi. Hụt này. Dướn nào, dướn level 8 nào. Son Hong Min. Nghe khó chịu đã chịu được để đại bác Son Hong Min. Ok. Nào thì để đại bác cho Son Hong Min nhá. Gặp bọn này thua chắc rồi. Thua đứt cơn mẹ đôi con nòng nọc rồi. Bắt đầu yếu rồi. 59 máu lên level 8 đổi tinh anh. Samira cầm thìa. Vai cả trường. Nghe theo chỉ đạo là top 1100. Ok. Sẽ phải nghe theo chỉ đạo. Son Hong Min, mà Son Hong Min là con nào ấy nhỉ? Son, à con Son, 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 Son Hong Min rồi. Đồng ý nhá. Son Hong Min. Son Hong Min ra bằng kêu được. Đây này, nhìn đây này, kêu. Đao phủ. Được chưa? Nói thì lại không tin. Mỗ. Được chưa? Nói thì lại không tin mình.
chơi phải xây dựng từ niềm tin. Cuộc chơi này phải được xây dựng bằng niềm tin. Hack cái gì? Chả có gì là hack ở đây cả. Người nhà Garena. Tôi biết thừa các ông định nói thế rồi. Quay đi quay lại thì lại là người nhà Garena thế thôi. Nhìn cái con Ire này nó ám ảnh mình à? Kiếm. Hai kiếm. Tôi mới đã bỏ hai con, nó lại ra hai con nữa. Mẹ chơi kiểu mất dạy bây giờ. Hơi nguy hiểm. Không nên đấy nhưng mà hơi nguy hiểm. Không có đối thủ đồng cảm. Phải đi bị kêu à? Hay gớm. Chặt tao nè. 3.92. Sáu hộ pháp và đi với kêu. Bài này mang tiếng là đao phủ nhưng mà chưa full. Bỏ một con Ire, bỏ bớt một con Ire đi. Bớt một con Ire đi. Mà tôi nhìn mặt với thằng sát thủ tôi cũng thấy nó hơi kinh ấy. Sợ không tải nổi nhiệt mất. Thằng nào cầm hết Saiya rồi nhở? Thằng này cầm 3 con.
cái gì đâu mà lửa liếc ra trò quá. Thì còn mẹ nữa. Wolf strikes. Never cross an emperor. Okay, so we're doing this. Đấy, đủ bài rồi đấy. Đủ bài rồi. Vô lý, cái bài kia có cái gì đâu mà lửa liếc phừng phừng. Unfair. Ôi rồi ôi. Mệt mỏi nhỉ, Shyamana. Chín đam mê với chúng tôi à. Chín đam mê với chúng tôi à. Được chưa, được chưa? Ok chưa? Ok chưa? Càng ngày tôi càng thích của Lee Sin. Lee mùa này rác à? Kỳ công ha. À, đây rồi, đây rồi. Kỳ công đấy, nắn nót đấy, mẹ chín đam mê xoáy đạp một phát và mõm chết luôn. May cho nó là tên đấy là bóng nhá. Người thật gặp tôi đạp vớ vẩn là chắc cũng chết mẹ rồi cũng nên. Nico 2 thắng Nico 3. Đâu như nào. Xem Nico 3 nào. Đồ cũng bình thường. Đồ cũng bình thường. Sao lại thắng được nhỉ? Nốt ván thần tài R ngủ kha ông ơi. Khổ quá thần tài. Nói đéo bao nhiêu lần nữa anh em mới hiểu là mẹ nó phải cho thần tài thì mới đánh thần tài. Nó đéo ra thần tài thì móc vào lỗ đít ra thần tài để mà đánh thần tài à. Mẹ ngồi roll đến level 9 thì đéo ra tinh anh thần tài thì phải chịu chứ. Cất poster vào một góc đi thôi chứ còn. Tốt, đi xin, tốt. Đẩy đẹp quá. Đây gì, thằng Nico 2 này gì. Lúc nãy vừa ăn đúng không? Này thì Nico 2 bad end. Này thì chín đam mê 3 với chúng tôi này. Cũng bình thường thôi. Không có gì đặc sắc lắm đâu. Hết. Như vậy là thằng này phải chết tôi mới bắt được kill 3. Thế là hết kill rồi đấy. Chỉ
đao phủ và đam vẫn chưa đủ to để chơi à? Bốn đao phủ. Chết. Best at chết. Úi dồi, đạp phát chết luôn này. Thi quạt với tao à? Bé click trên tên sau gặp bóng của thằng tiên phong này, chịu đấy. Có cái đồ gì trừ kháng phép không nhở? Ăn chốc còn này. Đây rồi. Ôi, bị choáng đen thế. Thua mẹ rồi. May quá. Top 2 rồi. Hết rồi. Cuộc vui đến đây rồi là hết rồi. Lại bị CC đúng cái lúc này, cau đéo chịu được. MVP là con cho gát thế kìa. Nếu mà con Lee Sin của tôi mà đu theo được con Nico là như cái kịch bản đẹp nhất là đu theo được con Nico là sút chết con Nico rồi đấy.